Ly Kỳ, Huyền Tích, Diệt Yêu Quái, Biển Đông, Thời Hùng Vương. Lạc Long Quân, Diệt Ngư Tinh ở Biển Đông là một trong những huyền tích, diệt yêu quái kỳ thú nhất trong thời Hùng Vương, phản ánh khát khao được chinh phục thiên nhiên của con người. Theo truyền thuyết và ghi chép trong một số cuốn sách như cuốn Lĩnh Nam Trích Quái, thì ở ngoài Biển Đông có con ngư tinh dài hơn 50 trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa vạn trạng, linh dị khôn lường. Khi đi thì ầm ầm như mưa, lại ăn được thịt người nên ai cũng sợ. Ngư tinh sống dưới hang đá của một quả núi lởm chởm ngoài Biển Đông. Do sóng to gió lớn nên thuyền bè của dân không còn cách nào khác là phải đi qua quả núi này, vì vậy thường bị ngư tinh làm hại. Trong sách Tân Đính Lĩnh Nam Trích Quái cho biết rằng chuyện diệt ngư tinh xảy ra vào đời vua Hùng ngành thứ hai. Theo một số bản thuần tích, ngọc phả với các đời vua Hùng thì thủy tổ là Kinh Dương Vương, quốc tổ là Lạc Long Quân, truyền đến Lân Lang thì xưng hiệu là Hùng Vương. Các đời sau đều xưng theo hiệu đó. Như vậy, Hùng Vương ngành thứ hai theo truyền thuyết là vua Hùng Hoa Vương, tên húy là Biểu Lang. Cũng theo sách Tân Đính Lĩnh Nam Trích Quái thì trước khi cầu xin sự phù giúp của Lạc Long Quân, vua Hùng và các bề tôi đã tự mình tìm cách diệt ngư tinh. Loài yêu quái nơi Biển Đông này không chỉ có một mà có nhiều loại. Chúng đều là những loài cá khổng lồ như cá địch, cá công, cá đồn, cá phòng, cá tinh xà, thường quẫy nổi sóng, rất đáng sợ. Thuyền buôn qua lại hay bị lật úp. Chúng trải qua nghìn năm, lâu ngày thành tinh, lại có phép làm gió, làm mây, nổi mưa, nổi sóng thất thường. Có con như cá sấu, mình dài 50 trượng, đuôi đỏ, vảy hồng, nhiều chân, hình như con thằn lằn. Hễ nó ra đi chơi thì gió mưa nổi lên, gặp người là ăn thịt ngay, ai ai cũng sợ. Có lúc nó hóa làm cá mặt người hay mặt cá hình người, tìm bắt trẻ em, trai gái nuốt vào bụng, nặng đến hàng vạn cái chuông, khiến dân oán vang khắp mọi nơi. Chuyện kể rằng trong số các loài cá ấy, cá sấu và cá phòng là gây họa nhiều nhất. Một vị lạc hầu hiến kế lấy tre đan thành hình người, dùng giấy dán kín, trong bỏ thuốc độc, ngoài thì khoác áo, tay cho cầm cần câu để cạnh bờ biển. Vua Hùng nghe theo cho làm hàng trăm người giả, lại cho điều tới khoảng chục cái thuyền có chứa vôi sống, hạt tiêu, gừng giã nát, cứ ở trên mặt nước mà chờ. Đến một ngày nọ, người dân báo tin thấy con cá đó đội sóng mà lên, nuốt gọn hình người giả đó rồi bỏ đi. Đêm ấy trong biển nghe tiếng gào thét không ngớt, đến sáng thì con cá kia đã chết, nổi lên mặt nước, mùi hôi thối, bốc xa hàng nghìn dặm. Vua mừng lắm, truyền thưởng cho vị lạc hầu nói trên hàng nghìn lạng vàng. Vua lại theo kế của vị lạc hầu làm hàng nghìn lưỡi câu bằng sắt dài ngắn khác nhau, dùng cả dây gai các loại cho hàng trăm lưỡi câu như vậy, rồi dùng dê và chó sâu vào làm mồi vứt xuống biển để dụ cá phòng, nhưng nó tinh khôn không thể bắt giết được. Cuối cùng vua Hùng mới đành phải lập đàn cầu khấn nhờ Đức Lạc Long Quân dùng phép thần diệt thủy quái. Con cá này theo mô tả của sách Tân Đính Lĩnh Nam Trích Quái thì nó cậy có thân dài nghìn trượng, đốm vàng, đốm đỏ, đuôi trắng, mang hồng, tính rất hung ác, thường diễu võ dương oai, nhiều người bị nó hại. Lạc Long Quân thương dân bèn hóa phép thành một chiếc thuyền của thường dân, lại lệnh cho hải thần không được nổi sóng, rồi treo thuyền đến bờ hang đá nơi ngư tinh ở, giả cách cầm một người định ném vào cho nó ăn. Ngư tinh há miệng định nuốt thì Lạc Long Quân cầm một khối sắt nung đỏ ném vào miệng nó. Ngư tinh đau đớn chồm lên quẫy mình quật vào thuyền. Long Quân dùng gươm báu giết chết được nó, cắt đuôi, lột da phủ lên núi, nay là đảo Bạch Long Vĩ. Con đầu trôi ra bể biến thành con chó ngao. Long Quân liền lấy đá ngăn bể rồi chém chó. Cái đầu biến thành một ngọn núi, nay gọi là Cẩu Đầu Sơn. Thân trôi ra ngoài Mạn Cầu, chỗ đó nay gọi là Mạn Cầu Thủy hoặc Cẩu Đầu Thủy. Những tên gọi này ngày nay là tên một số hòn đảo, phần lớn thuộc vùng biển Đồ Sơn của Hải Phòng và Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.